Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, đó là một đoạn nhạc karaoke được test bởi cái mic WeWood mang thương hiệu mã là M8 cộng, đây là mic cao cấp. Và màn trình diễn thể hiện vừa rồi là của cái vang cơ lai số cũng mang thương hiệu WeWood, vâng, mã là KM8 mic, là dòng toàn được tích hợp rất là nhiều công nghệ mới hiện nay, vâng, toàn bộ công nghệ Mỹ các bạn nhé. Và bên em cũng vừa test đoạn nhạc karaoke với cái trình diễn của cái vang cơ lai số KM8 mic. Hiện tại cái dòng này để nói trên thị trường thì đang dẫn đầu về trong cái vấn đề tiên phong về giải pháp công nghệ, tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại ở trong một cái vang cơ lai số. Bên em thì mới về cái dòng này và mới quảng cáo, và bên em cũng bán ra khá là nhiều vì có rất là nhiều bác khách đến cửa hàng trực tiếp. Các bác vừa nghe một đoạn karaoke thì chất nhạc rất là tốt, rất là sạch, tiếng hát rất là bay và nhẹ bởi sở hữu 8 chiếc ống mic. Và có một điều đặc biệt mà trên cái dòng vang cơ lai số hiện nay trên thị trường không có được, đó là tích hợp được rất là nhiều chế độ tín hiệu đầu vào. Các em ví dụ như đây là cái vang cơ lai số ZAKM 5 mic mà bên em cũng bán khá là nhiều và cũng khá là thành công, cũng có 8 chiếc ống mic, nhưng tín hiệu đầu vào thì nó chỉ có bằng tín hiệu đầu vào bằng hoa sen thôi ạ, không có tín hiệu như cái dòng vang cơ lai số mang thương hiệu WeWood mã là KM8 mic mà anh Tuấn, anh ở Tây Ninh, sau khi anh có xem và anh đã cho mình. Vâng, xin tên thay mặt công ty Zika được cảm ơn anh Tuấn nhé. Vâng, vì sao cái dòng này đang là tiên phong về trong lĩnh vực cải tiến, nâng cấp về công nghệ. Vâng, nó được tích hợp rất là nhiều chế độ tín hiệu đầu vào, gồm chế độ bắt tín hiệu bằng Bluetooth không dây và có thể đọc được USB, mà chúng ta có USB, chúng ta có nhạc MP3 chúng ta cắm trực tiếp vào đây và chúng ta chuyển bài và nghe nhạc, chơi nhạc trực tiếp trên cái vang cơ lai số thế hệ mới này. Và cái dòng này được tích hợp cả cổng quang optical, được tích hợp cả cổng quang và tín hiệu nhạc 5.1 quasio. Vâng, thì các cái núm điều chỉnh ở đây, các cái núm đèn báo hiệu chế độ chơi nhạc ở đây thì nó tương ứng với cả các chế độ phía đằng sau nữa. Thì đây là những tín hiệu đằng sau. Và bên đặc biệt là bên đang có cái áo mưa tặng anh Tuấn, áo mưa của Zika Audio được in hình logo đầy đủ đấy ạ. Và bên em tặng anh kèm dây rắc nhé, gồm 2 rắc nông cái. Đúng ạ. Bên em đã để sẵn trong bên này rồi ạ, là một cái dây AV018. Vâng, vì sao em lại hướng dẫn chi tiết như vậy? Vì cái dòng vang cơ này trên thị trường hiện nay chưa có nhiều và tích hợp nhiều chức năng, vì thế bên em giới thiệu rất là chi tiết. Vâng, thì về sau thì bên em đang kết nối với tín hiệu rắc hoa sen. Vâng, đây thì về sau tương ứng với các chế độ chơi phía đằng trước đấy ạ. Vâng, đây là chế độ quasar, chế độ tín hiệu 5.1 và cổng quang đấy ạ, cổng quang, và có một cái anten Bluetooth được cải tiến rất là nhiều, nó không dường cồng kềnh như có anten, như là cái những tính năng nổi trội. Và cổng ra thì nó gồm 3 rắc canon cổng ra, gồm 2 rắc canon bên trái và bên phải, rắc canon cổng ra và một cái cổng ra canon súp. Và đặc biệt cái dòng này được tích hợp 2 đường ra AV, chúng ta có thể không cần dùng rắc chuyển canon mà chúng ta đấu trực tiếp dây AV để chúng ta lấy tín hiệu ra kết nối trực tiếp xuống âm ly. Và có đường hoa sen ra súp. Đấy, đây là cái nổi trội. Và điều đặc biệt nữa phía đằng trước đó là một cái chung hú, chức năng chung hú của cái dòng này cực kỳ là cao cấp, chung hú tuyệt đối luôn ạ. Vâng, đã được đưa ra phía đằng trước, cái dòng vang cơ lai số ZAKM Dynamic thì nó được đưa ra phía đằng sau, nhưng đây là nhà sản xuất của thương hiệu Mỹ mang WeWood KM8 Dynamic đã được chuyển ra phía trước để cho chúng ta thuận tiện hơn để chúng ta kiểm tra nút chung hú này đã được bật hay chưa. Đôi khi chúng ta hát nó bị rú, mà đôi khi chúng ta
luồn tay răng sau để sờn rất là khó. Vì thế mà nhà sản xuất đã hiểu được cái vấn đề phức tạp đó thì người ta đã chuyển đưa cái nút chống hú ra đằng trước để cái tiện ích về chúng ta can thiệp về chống hú. Và đặc biệt là chống hú này người hát rất là khó chịu thì mà nó rất hay bị rú rít mà chúng ta không biết cách nào để can thiệp. Vâng, thì phía đằng sau của K15X đây ạ. K15X đây, feedback được đưa ra đằng sau này. Đấy, đôi khi là chúng ta không biết là chúng đã mở hay chưa. Đấy, vì thế là được đưa ra phía đằng trước. Thì đây bên em đang test cái sự ổn định của cái vang cơ la số mang thương hiệu WeWood mã là KM8X cho anh Tuấn ở Tây Ninh. Vâng, và đây là cái hộp của anh ạ. Vâng, thì đây bên em kiểm tra và bên em sẽ đóng vào hàng cái hộp này cho cẩn thận cho anh. Và bên em bọc gót cũng rất là kỹ càng, tránh trường hợp mà hàng bị va đập mạnh. Vâng, thì đấy là tất cả những cái nổi trội mà cái dòng băng cơ là số mang thương hiệu WeWood mã là KM8FX mang lại. Vâng, đặc biệt cái dòng này là chế độ 5 và chế độ 6 hát rất hay. Chế độ 5 thì có cả echo và dì vật, chế độ 6 thì có nguyên dì vật mà chúng ta hát ở trong phòng thì rất là tiện. Đây là hai chế độ mà nổi trội và chúng ta cũng có thể tách riêng được dì vật riêng và echo riêng. Đấy là những dòng băng cơ là số mà hiện tại trên thị trường hầu như không có. Và đặc biệt cái dòng này được xử lý chip 48bit DSP audio, rất là nổi trội anh Tuấn nhá. Anh là người cũng khá là may mắn vì là cái dòng này bên em về cũng khá là ít, không có nhiều đâu ạ, vì là dòng được nâng cấp và hiện đại hơn rất là nhiều cái dòng băng cơ la số trên thị trường. Dòng băng cơ la số JKM8X thì cũng khá thành công nhưng tín hiệu đầu vào như nó bị hạn chế rất là nhiều, nó chỉ có đường hoa sen. Thì đây là tích hợp rất là nhiều này, USB này, Bluetooth này, cổng quang này, coaxial 5.1 này, đọc thẻ nhớ USB này. Đọc là USB này, có nhạc MP3 chúng ta có thể chơi trực tiếp này. Đấy, và can thiệp thì chúng ta can thiệp bằng những tơ vít dẹt chỉnh cơ nhưng lại được sở hữu và nghe nhạc bằng chiết số. Đấy là cái nổi trội. Vâng, thì cái này bên em đã can thiệp cũng khá là đầy đủ để cho anh về chỉ việc anh sử dụng thôi ạ. Bên em đã can thiệp toàn bộ rồi ạ. Cái này hầu như là được mặc định của nhà máy cũng đã là hay rồi. Về anh nghe thiếu giải nào anh thêm một chút xíu, ví dụ là giải mic. Mic anh giọng anh đục nhiều bát anh còn giảm bát đi và tăng chép lên một chút xíu, vì trong hú cái này trong hú tuyệt đối rồi, vì thế anh không lo. Và phần music FP cũng vậy đấy, và phần effect chúng ta can thiệp rất là dễ dàng. Vâng, thì hiện tại anh Tuấn nhắc cái vang cơ lai số mang thương hiệu WeWood mã là KM8FX của anh hoạt động rất tốt ạ. Và bên em có dán tem bảo hành công ty Zika Audio bảo hành cho anh 1 năm sản phẩm này anh nhé. Và lưỡi một đổi một trong tháng đầu. Và tất cả những chức năng bên em đã kiểm tra rất là đầy đủ rồi ạ. Và tôi em xin phép được đóng hàng cho anh nhé. Và tập cùng cho anh Tuấn và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Còn gì đẹp bằng lúc ta xung quanh.